Chào mừng anh em đến với bản tin ngày 28 tháng 8 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Chelsea đã hoàn tất thủ tục đón tân binh thứ 3 trong mùa hè 2020 là hậu vệ Ben Chilwell. Đội bóng thủ đô London không tiết lộ mức phí chuyển nhượng nhưng theo báo giới Anh, họ đã phải chi 50 triệu bảng cho thương vụ này. Mức chi của The Blues thấp hơn so với yêu cầu ban đầu của Leicester khoảng 70 đến 75 triệu bảng. Mặc dù vậy, với mức giá 50 triệu bảng, Chilwell vẫn lọt vào top 10 hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại. Dẫn đầu bảng xếp hạng hiện vẫn là Harry Maguire, người đã cập bến Man United hồi mùa hè năm ngoái với mức giá là 85 triệu bảng, bao gồm cả chi phí phát sinh theo điều khoản hợp đồng. Trước đó, Van Dijk là người nắm giữ kỷ lục khi gia nhập Liverpool với mức giá 75 triệu bảng hồi tháng 1 năm 2018. Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng này là hậu vệ Lucas Hernandez, người đã cập bến Bayern Munich với mức giá 70 triệu bảng hồi hè năm ngoái. Với mức giá 50 triệu bảng, Ben Chilwell cũng lọt vào top 7 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Hậu vệ người Anh chỉ kém 6 cầu thủ về mức đầu tư là Kepa, Alvaro Morata, Christian Pulisic, Fernando Torres, Jorginho và Timo Werner. Chelsea đang là câu lạc bộ chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020. Sau khi hoàn tất hai bản hợp đồng chất lượng là Hakim Ziyech và Timo Werner, The Blues tiếp tục thông báo đã chiêu mộ thành công hậu vệ Ben Chilwell từ Leicester City với mức giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên, trước khi Premier League khởi tranh trở lại, Chelsea bất ngờ đón nhận hung tin. Theo Daily Mail, câu lạc bộ nửa xanh thành London đã lên tiếng xác nhận một số cầu thủ của đội đã bị nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ kỳ nghỉ. Hiện tại, các cầu thủ này đang được cách ly để theo dõi và điều trị cho tới khi khỏi bệnh. Nguồn tin của tờ The Sun đưa tin có 4 cầu thủ của Chelsea đang bị cách ly là Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic và Fikayo Tomori. Cả 4 cầu thủ này đã cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại chung một địa điểm, đảo Mykonos, Hy Lạp. Dù Chelsea không công bố tên của cầu thủ dính COVID-19, nhưng theo tờ The Sun thì không ai khác của The Blues bị cách ly ngoài 4 cầu thủ nói trên. Đây được coi là một thông tin đáng lo cho kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Frank Lampard. Hợp đồng hiện tại của Messi vẫn còn 10 tháng, từ tháng 6 năm 2021, nhưng thủ quân người Argentina mới đây đã đưa ra thông cáo với Barca về việc muốn được ra đi. Đội chủ sân Nou Camp vẫn giữ thái độ rất cương quyết về việc sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nếu như Messi vẫn một mực muốn chia tay đội bóng mình gắn bó từ thời niên thiếu, đôi bên rất có thể sẽ phải dẫn nhau ra tòa để xử lý. Nick DeMarco QC, người phát ngôn cho các cơ quan quản lý, cầu thủ, câu lạc bộ và đại diện của thể thao từ năm 2002, cho biết cơ quan quản lý của bóng đá thế giới FIFA có khả năng được yêu cầu giải quyết mọi tranh chấp ngay từ đầu. Nếu các bên liên quan, ở đây là Messi và Barca, không thể tự giải quyết, phòng giải quyết tranh chấp của FIFA sẽ xử lý. Vì Messi là người Argentina, các quy tắc riêng của FIFA sẽ được áp dụng nên tổ chức này sẽ xử lý trước, chứ không phải luật ở Tây Ban Nha, Anh hay Thụy Sĩ, DeMarco nói trên Sky Sports News. Không nắm được hợp đồng cụ thể của Messi và Barca, nhưng theo kinh nghiệm của DeMarco, 95% kiểu hợp đồng này cần phải tìm kiếm giải pháp thương mại để giải quyết, nghĩa là Messi sẽ phải thuyết phục Barca bỏ điều khoản giải phóng để các đội quan tâm đến Anh ngồi vào bàn đàm phán về phí chuyển nhượng. Người đại diện của Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola đã chính thức lên tiếng về tin đồn tiền đạo 38 tuổi người Thụy Điển đã gia hạn hợp đồng với AC Milan. Theo tin đồn, Ibrahimovic đã đồng ý gia hạn hợp đồng với AC Milan thêm 1 năm, hưởng mức lương 6 triệu bảng Anh một năm kèm theo những khoản thưởng khác. Tuy nhiên, siêu cò Raiola nói thẳng đó chỉ là tin giả. Raiola đánh tan tin đồn bằng cách chia sẻ hình ảnh của Ibra kèm chú thích trên Twitter. Đó là tin giả, Ibrahimovic không gia hạn hợp đồng với AC Milan. Hiện Ibrahimovic không có mặt trong chuyến tập huấn trước mùa giải của AC Milan dưới thời huấn luyện viên Stefano Pioli. Ibra trở lại AC Milan vào tháng 12 năm 2019 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau nửa mùa giải chơi cho Rossoneri, Ibra đã ghi 10 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Dù đã lớn tuổi, nhưng tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ cũng như khả năng dẫn dắt AC Milan trên sân cỏ của Ibra là cực lớn. Nhiều khả năng, siêu cò Raiola đang chơi cho câu giờ để tìm kiếm bản hợp đồng hậu hĩnh hơn cho Ibra tại AC Milan. Tiền vệ Gareth Barry đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 39 sau 22 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh là người nắm giữ khá nhiều kỷ lục tại Premier League và thậm chí còn được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Barry chính là người nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất tại Premier League với 653 trận. Anh cũng là người trẻ nhất có 300 trận tại Premier League ở tuổi 26 và 247 ngày. Ngoài ra, Barry cũng sở hữu những kỷ lục mà không hẳn anh sẽ cảm thấy thích thú. Đó là người phải nhận nhiều thẻ vàng nhất với 123 thẻ và người phạm lỗi nhiều nhất với 633 lần. Tiền vệ người Anh bắt đầu sự nghiệp ở Villa vào năm 1998, ra sân 432 trận cho câu lạc bộ trước khi chuyển tới Man City vào năm 2009. Theo một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng, Barry có 175 lần ra sân cho The Citizens, ghi được 8 bàn và có 18 đường kiến tạo. Anh đã có chức vô địch Premier League 2011-2012 và FA Cup 2011. Theo xác nhận của huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps, tiền vệ Paul Pogba của Man United đã dương tính với COVID-19 trong đợt xét nghiệm gần nhất.
Bởi vậy, cầu thủ này ngay lập tức bị loại khỏi danh sách cả trống Gauloa trong đợt tập trung tháng 9, chuẩn bị cho các trận đấu gặp Thụy Điển và Croatia tại UEFA Nations League vào đầu tháng 9 tới. Cùng với Pogba, một tiền vệ khác của Pháp là Tanguy Ndombele cũng là bệnh nhân mới nhất của virus corona. Cả hai sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày. Về phía Man United, đây quả là một tin rất không vui với họ trong một mùa hè mà công tác chuyển nhượng của Quỷ Đỏ cũng khởi động vô cùng chậm chạp. Họ chưa đem về bất kỳ tân binh nào, lại mới nhận thông tin đội trưởng Harry Maguire đánh cảnh sát và nhận án tù treo 21 tháng. Và giờ, đến lượt một trụ cột là Paul Pogba nhiễm virus.